Ok, thì chắc là ngày hôm nay thì cũng nhân tiện đây cũng chia sẻ cho anh em một vài bí kíp chơi tài xỉu của tôi. Kinh nghiệm chơi khoảng tầm 10 năm chơi của tôi anh em ạ. Thì chơi thì ai cũng biết rồi. Chơi thì ai cũng biết chơi, về cái luật lệ thì nó dễ. Nhưng mà chơi như thế nào thì có lãi thì nó lại là một cái vấn đề mà nhiều anh em đang loay hoay đi tìm. Đấy, và một số anh em thì hiện tại thì cứ áp dụng những cái công thức, những cái phương pháp mà những bạn khác chia sẻ lên. Thật ra thì cũng đúng cũng được, nhưng mà mình nên tìm tìm một cái phương án nào đấy riêng cho bản thân mình anh em ạ. Gợi ý này, nên tìm một cái phương án nào đấy riêng cho bản thân mình để làm gì, để khi mà, tức là mình không phụ thuộc vào người khác quá nhiều, mình không phụ thuộc vào người ta, mình chỉ có lên mình tham khảo này các thứ thôi đấy, chứ không phải là mình bưng nguyên cả cái cách chơi của người ta, cái phương pháp của người ta vào cách chơi của mình. Như thế là rõ ràng là mình là một người thua thiệt rồi, đúng không? Mình phụ thuộc người ta là mình đã thua thiệt rồi, đúng không anh em? Đó, thì ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em, thứ nhất là cái công thức, cái phương pháp, và thứ hai là cái cách vào vốn, được chưa? Thì khi mà mình mới vào chơi ấy thì cứ đánh từ từ đã. Nếu như anh em gặp một cái trường hợp nào mà cầu bệt như thế này nhá, anh em gặp một trường hợp cầu bệt như thế này thì anh em ví dụ 2 4 6 7 nó đi quá từ 6 tay trở lên đấy. Ví dụ đi tay 6 6 tay xỉu về một tay tài thì sẽ có tiếng cá hồi, và tay tiếp theo đấy là anh em cứ tự tin nằm xỉu của tôi. Thêm 5 lít nữa này. Nói chung là nói là phải đi chung với việc làm cơ anh em. Không, nhiều khi anh em lại bảo tôi là mõm hay này kia nữa thì đúng là ôi giời ơi, đấy thấy không? Tuyệt vời chưa? Nhiều khi tôi có cảm giác, nhiều anh em cứ bảo là có cảm giác, em có cảm giác là anh chơi rất là tự tin. Sự thì mình chơi mình gặp cầu mấy cầu này mình gặp nhiều rồi mà anh em. Mình gặp nhiều rồi thì chắc chắn là mình chơi nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều rồi. Tức là không phải là tôi nhớ dai anh em ạ, nhưng mà khi mà mình đánh đi đánh lại quá nhiều cái cầu này rồi ấy, thì khi gặp lại nó sẽ tự hình dung ở trong đầu. Đấy, nó sẽ tự kiểu phát ra âm thanh ở trong đầu, à tao gặp cầu này rồi. Đấy, kiểu như thế anh em. Cho nên là cái kinh nghiệm nó là một cái gì đó khá là quan trọng. Nó quyết định phần lớn đến cái chiến thắng của bản thân mình. Tất nhiên là phải có một chút may mắn, một chút nhân phẩm nữa. Nhưng mà theo tôi thì cái kinh nghiệm nó quyết định rất là lớn đấy. Thứ nhất là về cách nhớ cầu này, thứ hai là cái cách vào vốn này. Cầu nào thì nên vào to, cầu nào nên vào nhỏ, và cái phiên nào cầu xấu thì mình không nên vào, và khi nào nên chơi tiếp, khi nào nên nghỉ. Đấy, những cái đấy thì anh em cứ nghĩ đơn giản nhưng mà nó lại là cực kỳ quan trọng đấy. Húp này, ui vẫn lên ba này. Vậy nhờ, em thấy không, thì những thường những cái tay mà tôi thua ấy thì thường là nó sẽ thường thôi em nhá, không phải là khi nào cũng thế đâu, thường thôi, thường thì nó sẽ bé, còn những cái tiếng ăn thì nó lại lớn. Thì làm sao để mình biết được khi nào là vào tiền to mà khi nào là vào tiền bé? Thì cứ cầu nào mình cảm thấy kết, cứ cầu nào mình cảm thấy chắc thì mình cứ đánh to thôi. Đấy, ví dụ đánh 5 tay bé thì sẽ đánh một tay lớn, hoặc là đánh 2 3 tay bé sẽ đánh một tay lớn, kiểu như thế. Nói chung là cứ kết là vang thôi. Ví dụ như cầu này anh em nhá, ví dụ như cầu này, cái cầu nó vừa vừa chạy này, vừa chạy cầu 1 1 này, được 3 tay này, thì tay này tôi sẽ đánh tự tin này. Đấy, chưa biết ăn hay thua nhưng mà cầu này tôi kết tôi sẽ đánh lớn. Đấy, kiểu như thế. Mình phải có một cái sự rất dứt khoát, một cái sự dứt khoát, và phải luôn giữ vững cái lập trường anh em nhá, chứ đừng có nghe theo người này người kia xong rồi lại mình, thật ra thì mình muốn đánh tài nhưng mà người ta bảo là ừ tay này đánh xỉu, mình lại vi sang đánh xỉu. Ok, húp này thấy không? Đấy, thì đấy là mình luôn luôn giữ vững lập trường và tin tưởng vào bản thân mình. Thì ngay cả bản thân mình mà mình không tin nữa thì bây giờ mình biết tin tưởng ai đây anh em, đúng không? Những cái đấy thì nó đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ quan trọng, anh em hãy ghi nhớ cho tôi nhé. Rồi ok, bây giờ nó đang đi cầu 1 1 đúng không? Nó đang đi cầu 1 1 thì chắc là vẫn đang hoạt động và đang chạy theo cầu 1 1 đấy. Nhìn qua cái đồ thì một tí này, 10 lên 11, 11 xuống 8 này, 11 xuống 8 thì 9 có thể lên 14, thì 8 cũng có thể lên 12, 13 đúng không? Ok, làm cái tài này, nhưng mà tay này thì đánh nhỏ thôi, 5 lít này, không đánh lớn được. Phải biết được khi nào nên vào 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 lớn, khi nào nên vào bé em nhá, chứ không phải đánh đều đều được đâu. Đấy, mà đánh đều tay mãi như thế thì rất là khó lên này em ạ. Nếu mà hên ấy, ăn được khoảng 5 6 tay liên tiếp thì vẫn có thể lên nhưng mà khó lắm. Tầm này khoảng 5 tay ăn được khoảng 3 tay là ngon lắm rồi, đúng không?
cứ năm tay húp này, năm tay mà mình bú khoảng 3 tay là đã cực kỳ ngon rồi anh em ạ. Rồi. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời chứ còn gì nữa. Cầu đấy mà không ăn, gặp đúng cái cầu này đúng cầu sở trường luôn, không ăn gì nữa. Tiếp tục bám này. Lần này thì đã chạy xuôn rồi thì có thể đánh to hơn một tí này. Cầu nó đã chạy có vẻ như là xuôn hơn rồi. 2 4 5 này. Ok, 3 1 nổ hũ luôn này. Nổ hũ. Ui, nó đéo nổ kìa anh em. Vãi nhờ, 1 tỷ 7 mà 1 tỷ 7 thì chắc cũng phải được tầm, mình cũng phải được tầm 4 5 củ đấy. Má nó không nổ kìa, cay nhờ. Ui, thường anh em thường cái hũ này nó nổ, khi mà cái hũ này nó nổ ấy thì những anh em nào mà đánh xỉu ấy, ví dụ ba con một mà nó nổ thì anh em đánh xỉu thì sẽ hưởng cái hũ đấy thôi, còn đến ba con sáu ấy thì những anh em nào đánh tài sẽ hưởng thôi. Má cay nhờ, nhưng mà lần này nó không nổ này. Thôi không sao hết, vẫn vẫn bú bình thường anh em ạ. Hiện tại thì đã lãi 4 củ rồi nhá, lãi được 4 củ rồi thì chắc là cũng đến giai đoạn nên chậm lại rồi. Nhưng mà cầu 11 này nó chạy rất là đẹp này, cầu 11 đang chạy rất là đẹp này, mà khi thường nó khi tay trước nó về 3 hoặc là về 3 điểm ấy thì tay sau nó sẽ lên cái tài. Nếu như mà về con 18 điểm ấy thì nó sẽ về xỉu. Kiểu nó tụt dốc luôn anh em, kiểu nó tụt dốc luôn ấy. Không biết là lần này thế nào. 3. Ui giời ơi vẫn xỉu này. 3 lên 9 anh em. 3 lên 9 này. Vãi nhờ. 3 xong nó lên 9 này. Ẩu rồi, ẩu rồi. Ẩu rồi anh em ơi, ẩu rồi. Cầu đánh hơi ẩu rồi. Làm phát xí ngầu xem thế nào, quan sát qua xí ngầu tí anh em nhá. 612 này, 612 phiên trước là cái gì? Phiên trước là cái gì? Ba con một đúng không? Ba con một này. Ba con một thì hơi khó bắt xí ngầu. Mình sẽ lấy xí ngầu một mình bắt đúng không? Lấy xí ngầu nào một điểm mình bắt. Xí ngầu nào một điểm, 1 cộng 9 rất là 10. 10 chẵn, 10 chẵn đánh tài đúng không? Thử xem thế nào. Làm phát tay này nữa là chốt luôn này. Nếu tay này thua tôi vẫn lãi 2 củ. Được chưa? Vẫn lãi 2 củ vẫn ok. Chưa có vấn đề gì nó quá to tát. Rồi để xem là cái gì nó nằm ở dưới bát anh em nhá. Ok mở bát này. Gãy tiếp này, vẫn là 9 nước. Cụ đi chân lạnh toát luôn. Vẫn là 9 nước anh em ạ. Ảo vãi đài luôn. Ảo nhờ. Cầu này vẫn ra 9 nước, lại không có đi xuống rồi. Đấy tôi biết ngay ở đâu, vẫn có thằng này đi xuống này. Thằng xí ngầu 1 đi xuống này. Thằng xí ngầu 2 đi lên này. Thằng xí ngầu 3 là cũng đi lên luôn. Mình bắt luôn xí ngầu 1 3 điểm này. 3 điểm. 3 cộng 9 là 12, 12 chẵn thì lại tiếp tục phang tài thôi, lần này sẽ vào hơn 2 củ này. Còn 2 củ lãi đây anh em, 2 củ lãi đây. Nếu như mà tay này ăn thì lãi là 4 củ, mà còn đâu mà thua thì gọi là lại về mo, lại đánh lại từ đầu thôi, sợ gì đâu. Đúng không? Mình đánh lên được, mình xuống được thì mình lại lên lại được thôi. Có vấn đề gì là quá to to tát đâu anh em, mình vẫn chưa thua là được rồi, đúng không? Chưa thua là ok rồi, không phải sợ gì hết. Tầm này nó ra cho một câu bệt thì ngon này. 5, ok húp này. Đấy, nó lại đâu vào đấy ngay thôi, có vấn đề gì đâu. Được chưa? Rồi thì chắc là như thế thì ngày hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây thôi. Vừa rồi thì cũng chia sẻ cho anh em khá là nhiều rồi đúng không? Hy vọng là những cái trao đổi, những cái kinh nghiệm của tôi vừa rồi có thể là giúp ích cho anh em phần nào đấy tìm ra được một phương án chơi phù hợp. Luôn luôn thành công anh em nhé. Ok.